Lúc qua các trang web sáng nay, thông tin đã bật được nhiều báo đăng tải liên quan đến tình hình bão số 5 và các giải pháp ứng phó bão của các tỉnh miền Trung. Theo thông tin của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia do báo Vietnamnet đăng tải, bão số 5 đang di chuyển nhanh, cường độ mạnh nhất trên biển có thể đạt cấp 12 và cấp 14. Dự báo nếu sớm là từ 8 giờ đến 10 giờ hoặc muộn vào cuối giờ chiều nay, 18 tháng 9, bão sẽ đổ bộ vào đất liền, trọng tâm là các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam. Báo Vietnamnet cho biết hiện nay các tỉnh bị ảnh hưởng của bão đã cắm biển. Dự kiến các tỉnh từ Quảng Bình đến Đà Nẵng có kế hoạch sơ tán hơn 1,1 triệu người. Dưới kịch bản bão cấp 10, cấp 11, các tỉnh đang tiếp tục ra soát cập nhật phương án sơ tán dân theo diễn biến thực tế của bão. Một số tỉnh đã cho học sinh nghỉ học từ hôm nay. Quân khu 4, quân khu 5, biên phòng duy trì 256.700 cán bộ chiến sĩ, 2.600 phương tiện các loại, quân chủng hải quân duy trì 6 tàu trực tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng ứng phó bão. Mặc dù bão số 5 trên đổ bộ vào đất liền, nhưng hai ngày qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã xảy ra mưa lớn kéo dài. Một số vùng cao tỉnh này xuất hiện sạt lở đất, gây ách tắc giao thông, đường lên biên giới. Báo Thanh niên đưa tin, để đảm bảo an toàn cho người dân, thì tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương đào trắng khu vực nguy hiểm, đồng thời nỗ lực khắc phục sự cố nhằm thông tuyến trong thời gian sớm nhất. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cũng đã chỉ đạo các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thống kê kiểm đếm số người tàu thuyền, đặc biệt là tàu cá xa bờ. Các lực lượng cứu nạn cứu hộ duy trì lực lượng và phương tiện sẵn sàng ứng phó khi có yêu cầu. Thưa quý vị, bước vào năm học mới 2020-2021, những khoản thu dưới danh nghĩa xã hội hóa được ban đại diện cha mẹ học sinh triển khai ở nhiều trường đã khiến phụ huynh bức xúc. Báo Sài Gòn Giải Phóng dẫn chứng một số khoản thu bất hợp lý như là thu tiền ghế ngồi 4 năm học, thu dạy kỹ năng sống. Và trước từ trạng đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành thông tư số 55-2011 quy định về điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh trong nhà trường, quy định chức năng nhiệm vụ của ban đại diện cha mẹ học sinh và các khoản thu phục vụ hoạt động của ban. Trong chỉ thị đầu năm học 2020-2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các địa phương thực hiện thu chi tại các cơ sở giáo dục đúng quy định, tránh lạm thu gây khó khăn cho phụ huynh học sinh. Qua tìm hiểu của báo Sài Gòn Giải Phóng, Sở Giáo dục đào tạo nhiều địa phương cũng yêu cầu các khoản thu phải được thống nhất với phụ huynh trước khi thực hiện và khi thu phải cấp hóa đơn cho từng học sinh, thực hiện đầy đủ các chế độ quản lý tài chính theo quy định, giảm thời gian thực hiện các khoản thu, không tổ chức thu gộp nhiều khoản thu trong cùng thời điểm. Thưa quý vị, đến thời điểm này thì nhiều trường đại học công bố điểm sàn. Tuy nhiên do thí sinh trúng tuyển ảo quá nhiều, trường đại học phải tăng chỉ tiêu xét tuyển điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020. Theo thông tin từ nhiều trường được đăng trên báo Tuổi trẻ, do kết quả nhập học xác nhận nhập học của thí sinh ở các phương thức tuyển sinh như là xét học bạ thấp buộc họ phải điều chỉnh tăng chỉ tiêu xét tuyển điểm thi tốt nghiệp, như trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh tăng chỉ tiêu xét tuyển từ 780 lên hơn 1.000, Trường đại học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh tăng chỉ tiêu xét tuyển từ 2.800 lên 3.300.